Thường xin chào tất cả các anh chị bạn nha. Thì ở những cái video trước á, thì Thường đã chia sẻ với nhà ông ta đó là những cái mẫu kính chống gió classic dành cho cái loại đèn tròn có đường kính đầu đèn á, là từ 17 đến 21 cm. Đó là những mẫu GV 269.000 đồng, mẫu Moto Classic 279.000 đồng. Và ngày hôm nay thì Thường sẽ chia sẻ đến cái nhà ông ta cái mẫu nó cao hơn một xíu, đó là 379.000 đồng dành cho những cái đầu đèn cũng tương tự đường kính từ 17 đến 21 cm. Thì sản phẩm mà bên nhà máy sẽ đóng gói cho anh em ta nó bao gồm một cái khung, đây là cái khung inox. Thì cái khung inox chúng ta đã được thiết kế sẵn là bao gồm có bát này, có hai bát đã được hàng gia cố định cho anh em ta. Đây có khoan lỗ sẵn hết cho anh em ta luôn rồi đó, ba lỗ này anh em ta về mình canh mình bóp bát vô là được. Ở những cái đầu đèn mà cái đường kính nó hơi nhỏ hơn, ví dụ như cái đầu đèn đây là con sim Husky là nhỏ nhất trong các dòng xe này, là 16 cm này cả nhà. Đó đây, cái đầu đèn là 16 cm đó, thì nó sẽ nhỏ hơn. Thì chúng ta sẽ bóp cái bát phía dưới một xíu, nó sẽ có cái điểm trống như này đó, điểm trống như này. Thì anh em ta mình yêu thích cái mẫu này thì mình cũng có thể mình chỉnh lại một xíu cho với những cái đầu đèn nó nhỏ như thế này nha. Thì cái đường kính của cái đây, đường kính của cái viền inox đây nó là 21 cm, 21 cm nha cả nhà. Đó thì nó phù hợp với những cái đầu đèn mà từ 19 đến 20, 21 cm thì nó vừa bó gọn, nó rất là đẹp, nó hợp với xe luôn, nó bó sát luôn, rất là đẹp. Rồi đây là một cái viền inox thứ hai, đó là cái kính Pika màu đen, màu trà. Thì cái mẫu kính màu trà này thì cái chiều cao của nó là 17 cm nha cả nhà. Đây thì anh em ta mình lưu ý này, cái màu trà thì rất là nhiều anh em ta mình hay ưa chuộng. Thứ nhất là nó có một cái độ tối, cái độ phản tạo nên cái dòng xe của chúng ta nó hơi bụi bặm, nó hơi classic. Mình nhìn xa, mình ngắm xe ở xa thì mình có thể mình quan sát được cái kính nó màu tối tối thì mình dễ thấy hơn đó. Thì có đặc trưng của cái mẫu kính này, và nó tặng kèm là ốc vít để chúng ta mình lép vô như cái mẫu bên đây này đó. Thì cái mẫu bên đây là anh em ta mình khi mình bắt mình lép vô thì mình sẽ rất là dễ dàng, mình có thể mình chỉnh tại nhà đó. Đây ốc vít đây, lép vô nha đó, ốc vít lép, và có hai cái lỗ đây để mình bắt vô hai ốc phía dưới của đầu đèn này. Đó, hai lỗ này nên mình chỉnh vô, mình bắt mình siết lại đó vô đầu đèn. Thì anh em ta mình có thể mình lắp đặt trực tiếp tại nhà, nó rất là dễ dàng. Mình chỉ cần mình những cái xe mà chúng ta có cái đầu đèn, và cái đầu đèn chúng ta phải có hai con ốc để bắt hai con ốc chúng ta được siết siết cái vừa siết cái giữa cái bát của cái xe nó dài ra và cái đầu đèn đó. Những cái dòng xe ví dụ như là Sim Husky 125cc nè, Suzuki GD 110, Suzuki HD 125, Suzuki GN 125, Suzuki EN 125, Suzuki EN 150, và những cái dòng Honda CB vân vân, thì hoặc là Kawasaki 175 nhỉ, rất là nhiều mẫu, Quốc 175. Nó rất là nhiều mẫu, anh em ta mình chỉ cần mình đo mình xem cái đầu đèn chúng ta nó có đường kính nó từ 18 đến 21 cm, hoặc là nó có đẹp nhất là 19 cm, 19 20 cm. Cái mẫu đây này nó nhỏ này, cái mẫu anh em ta mình lưu ý, thường demo cho anh em ta là cái mẫu của Sim Husky 125cc có đường kính của nó là chỉ có 16 cm thôi đó. Thì nó sẽ có cái khoảng rộng này, anh em ta thấy không, đường kính 16 cm thì nó sẽ có một cái khoảng rộng 1 cm lên đây đó. Những cái mẫu mà đường kính cái đầu đèn nó to hơn một xíu thì nó sẽ đẹp hơn nhé. Rồi thì mọi chi tiết anh em ta mình có thể mình truy cập qua website đó, hoimese.com. Thì bình thường đang tiếp tục nâng cấp website cũng như tiếp tục cập nhật tất cả các mẫu để anh em ta mình có thể mình truy cập website, mình lựa chọn những cái mẫu mã cũng như mình dễ tìm kiếm hơn so với cái hãng. Hãng thì nhiều anh em ta mình ở tỉnh lẻ thì rất là xa hãng, hoặc là giá của nó sẽ rất là chênh lệch, rất là cao. Do bình thường là nhà máy thì cập nhật giá nó là hầu như là nó chính xác nhất. Hoặc là anh em ta mình có thể mình nhắn tin qua Zalo á,
Zalo là 037 932 0944, có ở phía bên dưới đó. Thì anh em ta mình nhiều khi mình gọi là bên các bạn bên nhân viên thì hỗ trợ chúng ta không kịp thời được, thì anh em ta mình có thể mình nhắn ở tin nhắn chờ của Zalo thì các bạn sẽ nhắn tin lại cũng như hỗ trợ lại cho anh em ta đầy đủ hơn nha. Rồi thì xin cảm ơn anh chị bạn ta đã theo dõi video nhé, thì hẹn gặp lại anh nhà chúng ta ở những video chia sẻ tiếp theo nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.